Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một đám cưới diễn ra ngày 15 tháng 11 năm 2019 này à, rất là sôi động trong làng showbiz. Các bạn biết ai không? Đó là Bảo Thy các bạn ạ. Hôm nay là đám cưới của Bảo Thy và nhân Phạm Linh. Thì mình xin chia sẻ những hình ảnh sưu tầm được trong lễ cưới. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đây là hình ảnh trong lễ đường bước ra của ca sĩ Bảo Thy trong ngày cưới. À, theo sau là một người bạn đồng hành rất là thâm niên của cô ấy. Lễ cưới của Bảo Thy và Dân Nhân diễn ra ngày hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại một nhà thờ được bảo vệ và nghiêm ngặt rất là chặt chẽ. Thì đây là những hình ảnh hiếm hoi mà mình sưu tầm được và mong sẽ chia sẻ với các bạn kịp thời và nhanh chóng về những hình ảnh hot nhất của ngày hôm nay. Và lễ cưới chính thức sẽ diễn ra ngày mai ngày 16 tháng 11 năm 2019. Ca sĩ Bảo Thy là một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam vài năm trở lại đây. Tên tuổi của Bảo Thy gắn liền với những bài hát và biệt hiệu là Công chúa bong bóng. Cũng không qua bởi vì ca sĩ Bảo Thy vừa đẹp vừa rất là một ca sĩ có tài vừa hát hay. Cái tên hôm nay thì chính thức cuộc đời độc thân chia tay với cô nàng công chúa bong bóng và bước lên một danh phận mới là một vợ của một doanh nhân giàu có. Đám cưới hôm nay được diễn ra và làm lễ tại nhà thờ, một nhà thờ rất có uy tín. Sau đó hai cặp đôi sẽ chuyển về sống trong một dinh thự rất là to rộng lớn. Và đây là dàn siêu xe trong ngày lễ hôm nay. Đây là cái dinh thự đi các bạn, cái cổng hoa của cái dinh thự mà Bảo Thy sẽ cho dọn về sống trong những ngày sắp tới cùng ông xã doanh nhân trẻ tuổi đẹp trai tài hoa của mình. Cuộc đời sẽ bước sang một trang mới và doanh nhân và kim ca sĩ Bảo Thy. Cái ngôi biệt thự sau hoa này là nơi Bảo Thy sẽ sinh sống cùng ông xã sau này. Thì mình cũng sưu tầm vài bức ảnh rất là hiếm hoi. Thì hy vọng thì nếu là của tác giả nào thì cho mình mượn, để cũng không vì mục đích kinh doanh hay gì đó nghe các bạn. Mình chỉ chia sẻ trong clip để chia sẻ với các fan ruột của ca sĩ Bảo Thy về ngày vui của cô ấy. Và đây là lễ đường diễn ra giữa hai người. Và đây là thánh đường của Thiên Chúa Giáo. Hai người chắc là theo đạo Thiên Chúa các bạn ạ. Và đây làm lễ ở nhà thờ thì mình cũng rất là ngưỡng mộ và rất thích ca sĩ Bảo Thy từ vài năm trở về trước và đến tận bây giờ, thì thậm chí thì con gái của mình cũng vẫn là tên Bảo Thy. Đây là những hình ảnh rất là hiếm hoi mà mình sưu tập. Thì mình cũng chúc cho đôi bạn Bảo Thy và doanh nhân của mình sẽ trăm năm hạnh phúc và cuộc sống viên mãn hạnh phúc, chứ không những cái cặp đôi trong showbiz khác và kể cả mình nữa các bạn. Hy vọng họ sẽ đóng đến răng long đầu bạc. Chúc mừng hạnh phúc của họ nhé. Đây là dinh thự xa hoa bậc nhất nơi Bảo Thy và ông xã sẽ sống. Là cái dinh thự rất là đẹp, rất là to cao, thể hiện sự cái độ giàu của doanh nhân chồng của Bảo Thy đấy các bạn. Mình thì nhìn và ngưỡng mộ thôi. Các biệt thự như thế này cả đời mình nằm mơ chắc cũng chưa từng thấy.
Thì mình cũng chia sẻ vài ảnh sơ lược về đám cưới của Bảo Huy. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Hẹn các bạn, gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye. Qua đây là những hình ảnh mình sưu tầm, thì hy vọng của nếu của tác giả nào thì cho mình mượn, mình chỉ chia sẻ chứ không còn vì mục đích thương mại nhé. Cảm ơn các bạn và cũng cảm ơn tác giả nhé.